chạy lên mà cái miệng giật quá. Rồi được rồi. Siêu phẩm. Trời ơi. Qua cái này nhé. Không có chạy. Trời ơi, biết trời cũng cái gì mà giữ thần như vậy. Trời ơi. Tới công chuyện rồi. Nó biết ngon. Ngoài cái nước trời, phía ngoài. Đúng. Ôi, trời ơi. Đóng sình. Cá nó giác lên luôn. Rồi. Dùng lóc xin mến chào của chú anh chị và các bạn nha. Đúng mà. Giờ này chưa có định hướng được, bắt đụng. Đụng là đụng hang đó. Đụng hang là lũng đó. Đụng hang là. Hy vọng nay bắt đầu sẽ đãi đội anh em mình. Thằng Điềm chúng chúng nữa các ơi. Ổng ôm im quá rồi. Hiền quá. Nay tiếp tục hiện tại anh đang tát nước xuồng để lát mình gọng cá dưới này cả nhà. Trời. Ghê không? Cộng với sao? Cộng hay khoan luôn á. Giờ bắt đầu cuộc hành trình của anh em vượt sông để đi tìm loài cá có gai cực độc ở miền Tây nha cả nhà. Dòng bữa nay cộng cá đầy khoan ấy. Bự không đây? Thục rồi. Coi hang theo kìa, coi coi ai thục không? Hang gì dữ thần vậy? Bóng vậy? Thục bự nhỏ nhé. Cái này vừa ăn à? Cái giờ kia. Gần cái hang chà bá gần trong cái đất nào rồi đi ăn vòng cộng quá đi không phải mình đâm mình nên mình đi ăn không nghe nghe tiếng giỏ chạy không nghe rồi. Kích tròn kính không cắm ở cái trên ép vô một cái cứng nhất nó bự đó. Tôi có làm cái này không? Hai cái nằm đó đó thôi nhé. Hang ếch đâu mà dữ thần, đâu dữ vậy. Đâu.
đây có người, trong có người xeo gầu vô xeo gầu dạ ăn gầu trước mình này. Thử đi dở lên đạp con đi. Ủa bóng gì vậy con khác vô ở có xình không dưới mồi chứ vậy. Ôi xeo gầu bể kìa hả rồi chưa thôi người ta đạp quá này. Cái người thục rồi. Thục rồi à? Hang ngách đâu. Cái dạ chụm không có dừa mà. Chạy em hợp đi. Trời ơi, nó sâu. Khó là chạy ra đó, dành, khó là chạy ra. Mà hút hút từ đây lên cái bệ ly lở gì đó không khi nào có chứ nha nha. Có hang mà thục cũng có hả. Đâu có đâu nó ăn có cái chỏ đi ra luôn à. Phải thọc cái vỏ xuống vỏ đụng mà. Hết biết cái bụt vậy mới vừa quá. Sình dữ lắm. Chưa ra mà tới hả? Chưa ra nhé. Im im nghe chưa. Ôi cá kia gà gì gà đâu rồi đâu đâu nhỉ đâu ở đuôi đâu rắn đuôi vậy rắn đuôi tới không hả không tới cậu cho tiếp đi tiếp đi nè. Con sình ra trên cầm buộc cái đuôi lại hay vậy chưa buộc không thả xuống nhỏ ra luôn. Sình bít mày luôn ơi. Ơi cái kia mấy trời con cái nhát nữa tới công chuyện rồi nó biết ngon trời cái nó ngon kìa. Sình bít mẹ bít cái miệng luôn. Cá này ở bà cá bà bà còn cá nó mập cá bà cá luôn. Cá ngát nó nặng lắm nghe. Ừ cá cứng nó có bị chày nè cô chú anh chị. Mình nó lắng do à là cỏ trong hang là nó có con à ở hai con lại chày liền thấy không nó tại ảnh tát nước giọng cá mà. Cá ngon hết biết ngon rồi. Cá này ngon như cặp cá 6kg mấy vậy. Mập.
cái này chắc từ tư cái gửi xiền nặng lắm quá trời, cái nó mập ui da nguyên con cá ngát luôn gà anh nguyên. Rồi, được rồi, múa rồi chắc có à. Làm gì chứ giỏi nó giỏi đâu. Tiếp tục cuộc hành trình. Xuống nào quý vị. Đây đây, đây em ảnh xuống quá. Tới công chuyện luôn. Ăn mà lớn nữa hả anh Tài? Hai mặn hằng nãy đó. Kiếm kia ngoài tới không? Đây đó cũng xuống nó quay lại quay ngoài đẩy lên phụ em với anh mũi nó lên. Thả xuống thì em cho thấy cái hai cái luôn hả? Hai con hai vợ. Hai con hai vợ à? Hả? Ừ, mỗi năm cũng có hai. Như như quả hổm vậy đó hả? Hai con hai vợ. Sáu ký mấy à? Hai vợ, sáu ký mấy.
Tà tà ơi, hãng sâu kìa. Con này sao dữ vậy? Từ từ nha. Hai hang luôn hả? Gì vậy? Cái này phọc quá. Hàng thật thủ. Dạ ăn cái rồi hả? Hàng thứ ba. Hết biết tép mắt bự. Thả này em cho anh cặp cá ngát nha. Không? Nãy giờ anh thọt vô hãng hả? Không có, tại trên mí á. Cái ngát á hả? Nhưng cái phớt ngang như vợ cái gì á. Em coi cái hình tượng trên đợt. Trên cái vợ chút á. Coi. Nhưng cậu lên cái cây lên nhẹ. Cái cây trong thùng kìa. Dạ hả? Trên cái vợ chút á. Đập vợ hay là cà cây. Cây đi cho lẹ anh. Mày hăng mới vậy cả nhà. Có cây em thùng. Cũng vừa. Đụng ăn đó không? Thọc vô khúc mà. Cùng có trái gì nước không? Ừ đúng rồi, nó ăn cặp lên nhìn nó đâu dính dáng ở ngoài đâu. Rồi vậy thì cũng làm lại được. Đây nè, trên cái này cũ làm lại hơn mới á. Cái sình nó đứt nó lên. Nhão hả? Nhão. Không phải là đất trên đây nhão mà. Không. Nó dính kính vậy. Vậy hả? Sình không. Cái gì? Mới mà. Nửa sình nữa cho bò nửa bóng nó mới làm. Ừ, nó mới làm lại đó. Từ để nó mang nó tự đi né mở rồi nhỏ hả? Sai. Gì? Sai. Trời đất ơi.
Đây là nè. Hết ngoài. Thân ra nó bình ra. Để không đánh hơi. Cái gì vậy? Bên đây. Nè. Đóng sình. Bể luôn. Mấy gì? Này em. Hàng thứ tư rồi tôi về. Cái này đây. Bự nha. 6 kg nữa không? Dạ, dạ. Qua trên xuống nổi. Sâu. Dư khẽ cầm đi anh chịu không tới. Bỏ con dây qua. Ốc hồi uống bụng nước luôn. Từ đến tay. Ai người lặn được. Nóc ao nữa. Hên là cái giò ảnh cục. Cái giò dài chút xíu nữa thì như bóc nữa. Chốc mà. Cỏ nhẹ vô mặt nghiến chứ. Nguyên con như có trúng vậy. Biết đập trúng không vậy? Trúng giò. Rồi chứ mà. Rồi. Đúng không? Ủa cái giò cắm một cái môi nó bể hay gì nha. Ừ, cái môi trên nó bể. Thích không? Ấy thích. Đường cái mắt hả? Bự á. Bự á. Kê cắm con cái thôi. Cắm đi. Chơi kỹ đó. Ôi sao đây có hàng cũ rồi ta. Hàng cũ trên đó. Hàng cũ phía trên. Ừ. Cái này về có nhà sáng luôn á cả nhà. 3:30. Hôm nay đi về sáng thì chạy đi chứ về mấy ký được rồi, sáng thì sáng lai liền. Thấy rồi nó dập chưa? Chưa biết biết cầm rồi chưa lấy rồi rồi lấy cầm rồi một móc rồi á, tại cầm thêm móc nữa nó cứng nhất hả? Chạy mình cầm chịu đâu có dập rồi lúc nó dập áp kìa. Rồi đây nè. Đâu đây nè. Ăn dọn ngoài nè để lấy cái vật hết. Chưa má lấy em cầm cái. Cầm đừng cầm đừng vô cái vò nha. Rồi thật đâu vật. Rồi. Sâu dữ thiệt chứ. Chua dữ trên thọt cây vô đụng luôn cục 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 cái này. Nhịn cái cây hang ngách mà ngập cần cổ lỡ hang thì sâu dữ trời.
7 kg. Hàng mới 7 kg. Bảy ký. Gà ơi, gà ơi, không giật rồi. Rồi. Mới dữ là mới hấp dẫn. Gì mới hấp dẫn? Ừ. Cá bự lắm. Cá bự lắm hả Nhi? Lần sinh đi, lần cho nó ra luôn anh bạn. Lần sinh cho ra luôn. Thì là ngay gần. 7 kg luôn mà. Được chưa? Cá trên 2 kg. Cũng hớn mà. Thọt cái vô cái miệng chứ cũng hớn. Được chưa? Thôi. Cái này phát là lên luôn á. Xéo xéo lại đi. Được chưa? Dùng sình cái nữa đi. À, để em coi ra sình cho. Cặp. Cặp gì? Nếu một con chắc cũng từ 3 ký mấy. Nhĩ nó trên 2 ký đó. Chưa ra sình nữa, thì hơi giọng hơi khe. Cá cho 3 kg á, lông xinh á, lông xinh á. Lông xinh nó không ai dính nha, sao dộn. Để nghe anh nóc mình nha. Thôi, được chưa? Thôi, chút đi. Cá cho 3 kg. Rồi lúc. Bự lắm anh vậy? Nó khụi một cái. Vút tới đuôi quả thụ. Hết có biết rồi. Cái gì quơ dữ vậy? Hả? Nước này cá ngon ngon không? Xịn nhiêu đi rết 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 như vậy. Hả? Cá bự hay sâu? Sâu cá bự mà. Rồi rồi chú Thảo giật kìa nghĩ ơi. Hết biết của giật chú Thảo. Vậy không có con gì. Coi cái miệng cái anh đồng. Coi ra sình chưa? Đây không biết gì mà mình có cá. Có con này. Mình làm cái xuống cho anh không? Cả nghĩa mệt hồi đi. Con một người ta sâu dữ lắm mà. Thôi có miếng sình nào chứ. Tiếp tục đi. Chuyện á. Chút cày đây. Bóng quá bóng rồi sao không? Có không kỹ vậy? Dữ lắm, cái hàng cá dữ lắm bự. Nè một cặp cái này là tê người luôn á. Còn 3 kg ngoài cặp này tê nữa đó. Chưa có mấy sình nào hết. Họ có tay vô bút rồi. Cái dấu con cá ra rồi thọt vô cái máy dưới á. Ừ. Nó bóng hưới rồi trời. Dấu trường ra vô không? Trường. Dữ lắm. Con hàng này dữ lắm đắt rồi. Rồi chưa? Nghe. Hố đất này là hơn mà sao cái hố thì cuốn thì xéo xuống lên rồi thì thật xéo luôn đó, thật xéo này đó. Đúng rồi. Hy vọng mà nó xảy ra một cặp. Chưa ra kịp nữa hả?
chưa có gì. Có bị khi nào bị ngạt không ta? Không. Cá bự quá là bị ngạt. Ngạt xịn đó hả? Ừ. Ngạt xịn chắc có một con. Mấy đạn cá nằm ngay miệng mà nó không ra nó. Nó không thọt vô cũng hơi sâu á. Nó nằm đó. Bỗng gọn chứ. Ừ. Cái trời, ủa gì à? Nữa, dòng nữa. Âu dòng gì? Tiền dồn quá, bích cái sình nó bích thục lộn rồi đó. Nó ra luôn. Cặp anh ơi. Dạ, cái con luôn. Thì giống như xỉnh đi như xỉnh nóc tiếp luôn nè. Sống quýnh vào rồi. Ẩm thêm nó lấy bột bự xuống không cho mấy. Mình có bột bự không? Bột bự cục mà. Cục bự được mà. Dồn xịn thêm đi. Kiểu nha. Hụt cả lúc cái xào luôn. Lấy cây đã cầu bổng. Siêu to không lộ xuống mục á. Hai người quá trời lớn rộng mà. Chứ quá trời xình mà hang đâu mà xình dồn có đó mà nó không hề hớn gì nữa. Rồi nhé. Con lỡ rồi thêm xình nữa đi. Em đạp dồn xình xuống luôn rồi. Trời tới trời với hàng. Bước chiếc xe cuốc 05 cạp. Hai chiếc luôn, một chiếc gì. Lớn lắm, ngày nào dọn xuống mất tiêu trời. Xin cục cái này. Vừa vừa thôi Tài ơi, bỏ những nhỏ lại. Nè, làm hai. Nè, ở đó đi. Mất hai đường rồi. Hả? Được chưa? Chậm hết xuống rồi đó hả? Nhẹ nhẹ thôi anh chậm. Cho xình nó xuống từ từ. Coi phục quýt. Ép nó ra từ từ. Từ rồi. Đó, không đó. Trời ơi, đẹp. Phá cái thớt nè. Để vợ anh chậm ăn xình ra tới. Chuyện con một hả? Con một. Đi trời. Trời. Là nó không thích. Hả? Không thích ở chung. Hàng này sình dồn giữ thần tôi tới nhỉ. Mới tới á. Mà thọt còn cái có nhiêu nó mới tới nè. Thần ơi sình. Đúng rồi, siêu phẩm. Lên nó chạy là cái miệng. Rồi lên chưa? Không đâu rồi. Chúa lên. Nó chạy là cái miệng này đâu dám giả. Chạy lên mà cái miệng giật quá. Rồi được rồi. Gì? Siêu phẩm. Ôi trời. Ôi trời. Cá này gì mà giữ thân vậy? Con còn phải rồi. Bóng quá. Chạy. Bỏ qua coi đây nhé. Không có chạy. Trời ơi, biết trời cũng cái gì mà giữ thần như vậy? Trời ơi, chạy lên nó xuống nãy giờ nè, đỏ. Nó móc đi. Trời ơi, hết biết. Đưa lên nhé. Bự kìa. Trời ơi, con này trên 3kg á. Xịn. Không có lý nào, cái đó 3kg. Ôi, nó vàng cái nè.
Ui ui, cá nó ngon. Gai không đó. Cho cái lái xuồng vô đi, từ từ làm nhí ơi. Ok. Bự hơn hàng cá hổm luôn không nhí? Ừ. Nhưng mà vậy là cũng dữ lắm mà. Dữ lắm con cá rồi. Con cá ngát mà nó như vậy là dữ lắm đó. Đổi xuống sao cho nhí ơi. Chút nó ra nhí ơi, thành thật ơi, con cá này. Con cá này hơn một thước. Ra gì nhé, cho nó vô trong hết hồn. Ôi trời, để như con cá nãy như, như con mẹ ăn con vậy kìa. Dục con cháu qua luôn đi. Cái thần ơi, con cá nó ngon. Tới công chuyện luôn. Đổ sò lá luôn anh bà ơi. Cầm đèn không? Cầm. Hang thứ 5. Mắc nhầm ơi. Nhưng mà hang này người ta thục rồi nha cả nhà. Anh em thủ. Bắt mình bắt lợi. Kiểu như người ta thục rồi mà hang cái nó còn bóng. Anh cầm tại nó lặn rồi đi mình hái cho nó lặn. Lặn ngay đó, ngay chân cái giò nó luôn đó. Ừ đó. Đứng ngay đây hứa ngay nè. Trong này nhất nè. À, ai thục kỳ vậy? Thục ai thục thục cái chỗ đó, thục cái chỗ đó, không thục này nè. Ừ. Ăn trong này còn nguyên phải không? Ai thì khi hang cũ nó thật nó vô làm khi này thích nó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Làm con này 4 chữ mày nha coi. Ra đây. Ra đi, ra đi. Ra đi là anh chồng anh kêu anh đi ra chỗ khác cho anh lặn. Chứ anh không có kêu anh ra đó. Anh biết anh lặn không nổi. Ủa đèn anh hư hết này. Hư. Bao cháy bao không vậy? Chưa? Cứng lắm, bảo đảm. Ngắt này cứng như anh Tài. Ách đó máy cầm lại nghe, ách đó là bự lắm. Bự lắm, cộng thêm cái móc bự nó nữa đây. Lần này anh Tài đạp nhí là lần nó cá bự đó. Đang ra, nó đang ra cái gì nhỉ? Cứng giờ. 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 Cứng giống con cá mà nhỉ. Con cá phao kìa, cái dựng cái dựng kìa. Dễ giờ lên dặm có cá cả ký luôn. Mà xình ra tới cá bà. Dễ ăn vậy? Dễ ăn vậy.
ngoài á. Để là trong bây giờ. Thôi để em gửi vô. Đó là chuyện. Ôi, vẫn được à. Trời, ngoài. Đúng. Ôi, trời ơi. Nói gì nhỉ, cá kia ngoài. Ủa, trời trời. Kilo nè, nói cá kilo nè. Tao nghe nó nặng lắm. Xịn gác kìa. Anh ở bạ hả? Cá này mà điểm cá này chỉ mấy anh Trầm ơi? Cá này tự ký 3 ký 4. Nhỏ hơn cá trước á. Ở đâu vậy nhí? Ôi trời. Ngon lành cành đào. Sao tôi lùng quá vậy nè trời. Vô bếp trong. Vô bếp trong á, anh rửa cho nó sạch sạch đi rồi anh chút vô. Tới giờ nhìn cá này vẫn còn thấy phê nha cả nhà. Con thủy quái này nè. Vẫn còn thấy phê. Quá bự. Ê trời trời. Vậy. Lên cho thẳng cái người nha con. Khoan mà cái đầu từ đây qua đây không hết của cái mình. Sáu ngày cả nhà. Ủa, tháng thứ mấy? Thứ sáu đúng rồi. Tháng thứ sáu mà thằng mới được có hang mà hoàng. Còn như thuộc thằng cũ. Cảm ơn. Nha, cảm ơn. Ừ. Ngày đây khoảng giữa kiếm tôi hết nữa rồi. Quay cân chậm dài rồi đi kiếm tôi hết. Ở lặng khoảng giữa nữa anh Tài. Nhấp rồi. Đây đi. Một cái bự không nhây? Cái cũng chậm nhé. Rồi cũng nhắc đúng không? Lấy cá. Lấy cá. Ừ, bò lên đi ơi. Lấy cây không? Lấy cây. Để Tài lặn kiếm cái hang thở nữa. Cái hang cũ nãy đâu ta? Hang cũ xích ngoài một chút. Mà bên xanh bít miệng rồi nha. Chẳng lấy mà lấy cái hột luôn rồi Tài. Anh Tài ơi, sao giỏi vậy? Buồn rồi nhé, buồn rồi nhé. Buồn rồi nhé, thử coi nó bóng dữ không. Cho em gửi luôn anh nè. Ôi, một cặp. Lấy cây nhỏ anh. Không. Quá bóng rồi. Mở miệng nó chút xíu. Áo kỹ nè. Trời ơi, dữ lắm rồi, dữ rồi. Bấm tới đầu chứ. Đang lên hay xuống? Cái giò không không tới cua mà. Đục cây đi. Cho nó xíu xíu lên. Tại vì nó hàng cái mình trên mà. Rồi, thử thôi xuống rồi. Nè, đụng nè. Bỏ. Xíu xíu lên. Lắm. Đó. Đó, cá bự nhí ơi. Cá bự. Cá bự, cá bự ơi. Nó đó cả nhà. Một cặp đi. Nó cài cái phao quá trời cài luôn. Mấy con rồi? Con cái giấy. Quá trời cái cài cái phao mà. Hức. Như cá hồi nãy mới bắt lên nha cả nhà, cá bự hồi nãy. Ok, cài phao kìa.
Ủa trời ơi, làm hố vậy nhỉ? Con mồi ăn cá bự chống trời ơi. Cá bự miệng phải không? Cá bự nghe miệng hả? Bằng con cá bự trong xuồng á. Ờ, tưởng đâu còn cá bự nằm miệng. Tới con chuyện rồi. Dòng sắp xéo lên á. Dòng xinh lắm. Đáng lộn á. Quá đã anh em ơi. Không uổng công. Hết, ngủ rồi. Nó không thua cá bự. Cũng 18 à, 19 à. 18, 19 nó nhỏ hơn. Khi nó 11 rồi. Cứ nó tung một cái nữa. Thầy chăng? Hả? Khi nó 11 được không? Được. Nó tung một cái hết biết tung. Tùng gì lắm anh nhé, tùng sao? Thôi mình nhé. Quá đã. Kéo lên luôn bạn ơi. Đó. Cặp coi. Một cặp cái coi, ra luôn một con nữa coi. Hai con hay gì rồi? Em đó là hai con hả? Trời ơi, 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 con cá này ra trước nè. Cá này ra sau. Ủa, cái cây móc đó rồi. Giỡn giỡn. Trời ơi, trời ơi, con cá này nữa nhí ơi. Nè. Con cá này ra trước nè. Con cá ra sao? Hay con cá ngát không? Tới công chuyện rồi. Cá gái ra sao? Năm nay lên vật. Lên vật. Năm nay chúng được chút cái. Ây da. Rồi trời. Ngát con nào con nấy kìa. Thứ nào chịu nổi? Quá chật rồi nhỉ vậy. Rồi. Quăng dắt nó vô cái chỗ cạn nào sắp xếp nó lại đi. Cho nó lên khoang này rồi bóp đi kìa. Không sao bình thường. Sao bình thường rồi, rồi đi tính. Sợ nó nẹt, nó nẹt cái về mình quay nó khó phải không? Gai với gai nhau. Ừ, gai với gai nhau á. Dỡ lên bỏ hai con nhỏ vô. Chậm. Anh chậm nó bỏ luôn anh chậm. Rồi con trời con má con hậu mấy kìa trời. Ôi trời, con này mới bắt sao nó vàng lên nè. Ôi vô nó vàng cũng bự kìa. Thấy không, 18 coi vàng nha anh. Ừ. 18 á. Con này phải trên 3 kg chứ nhi. Con này nè, con có bắt cao nè. 3 kg chứ mình đâu biết. Con không, con này chắc 3 kg, 3 kg. Rồi giờ cho hai nhỏ vô trong lên chậm. Giờ giờ nó mới đây nè. Nó bắt. Em vô trong. Nghĩ sao kêu kìa bắt vậy? Nghĩ sao kêu bắt chứ trời. Muốn tôi đi về đó không cho tôi bắt trời. Cá này có chạy. Cá này bắt trước rồi cứng hả gì vậy? Có vậy gì sao mà tắt nước cái tắt nước lấy 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 nó xuống khoang dưới hết đi nha nhé, lấy nhỏ xuống dưới luôn nè. Tắt nước cái nước sình quá, nước sình, nước bị sình quá nè. Nói sao rồi anh Tài? Ừ. Sao rồi? Phê không? Im. Im hả? Nó chí này mười mấy ký mà. Mười mấy ký hả? Hàng thứ 8 à? Thứ 8. Hàng cái gì đó giờ là bốn con. Bốn con à? Bốn con. Như cái miệng anh nói đây cây nè. Cái hàng này cũng bự nha. Cái bự nha. Cái dừa. Nó dưới không? Nó lạnh, nó dưới trước. Tại vì biết làm sao nha anh?
Rồi đây, cái cặm nó mò ở trong anh ta. Cái đuôi lú nó xiếp xuống á. Ừ. Còn cái đuôi này nè. Ủa này nãy mới bắt cá phải không? Giật này. Nó bắt cá ở bãi kia mấy đó. Ok fan. Lắm lắm. Đúng không? Đây nè. Ngay đây nè. Nó bể cái dạ trời. Siêu to đạp. Siêu to à? Siêu to à. Lớn gì vậy? Cái dưới hả? Cái này nè. Ừ. Dưới hay cái trên? Dưới. Tiêu rồi. Nó nằm lực lực hết trơn mà nhí. Vậy là cái chính của nó là nằm cái trên đó. Cái chính là nhí cầm gọi hả? Ừ. Né nè bà. Cực rồi anh ba. Kiếm cặp. Cặp nữa hả? Phát cái lực nữa. Phát cái lực. Ủa kỳ trời. Yeah. Mới đụng rồi dạ lạc đâu rồi nó rồi. Cái đuôi lú của hai. Đuôi lú ngách ta. Đuôi lú ngách mày. Nó nằm trong trống đi. Hả? Đụng chưa? Ừ, đụng đạp nữa nghe sát bên. Ừ, trời ơi, nửa rồi. Không đụng đâu, nó đụng. Cái nó nằm lực lửng đó trên. Tờ mời sáng. Lên một cặp này 60 kg. Cái này ký rồi hả anh Tài? Hàng quá bệnh. Thôi gài cái móc không nhận rồi. Hả? Nhận rồi, gài cái móc. Đúng rồi. Hàng quá bự. Cái bự luôn hả? Cái bự, cái bự. Cái bự, cái bự. Trời ơi, chút ngã chúng luôn phim. Quýt. Cái này một khách hai miếng cái. Chưa thấy gì. Sót ha không? Cảm ơn. Vô xịn nha. Vô xịn. Nước bốn. Khoan. Gì mới đi. Vô xịn. Thục cái cho nó ra luôn nha.
cái hàng ở dưới sao lạnh tanh vậy trời. Được rồi. Chưa mà. Nếu mà nó ấy nó có gác. Không thấy giật chứ anh ba. Gì đâu mà làm cái bên chợ hả em? Ủa đâu coi kìa. Ôi hàng quá cũ rồi. Một vợt giác. Làm sao cá không ở bà ta? Đâu phải mỗi hàng mỗi ở anh. Đâu phải gì? Xuống đây bắt hàng mới nè. Hàng mới nè. Tới bên chuyện nè. Bây giờ mình thọc mới có được không biết không? Có động không? Chị nhớ chưa? Chị tìm cá nè. Đâu rồi. Chưa được cái nữa. Coi vòng vòng nghe. Rồi đây, đi nhảy. Này đây nhé. Ừ. Chưa được cái nữa. Lặng phụ ơi, nó dưới dạ hai gốc dừa anh Trầm ơi. Lên tài. Anh lấy cái móc con phải. Kỳ vậy. Dạ gốc dừa. Dạ gốc dừa. Chua ngon. Đâu rồi, gốc dừa đâu? Đây nè. Hàng cái với dạ gốc dừa hả? Không có, chưa gặp. À. Đây nè. Dạ không? Không. Vậy vậy? Ờ mẹ gốc dừa cái đụng con gì? Cái gì? Cái gì nó bóng hết à. Chị với hét để đi đâu? Không lẽ lên cái hang cũ mới hụt chạy. Có đâu, sao dữ vậy? Úc trên. Hang áp này cái gốc dừa gần gần bên. Không lẽ lên trên đó luôn? Đâu. Sao mà xa vậy? Ủa trên này lắm mà. Đâu có xa vậy. Đâu dữ vậy, đâu mà ăn không thấy nó đi đường. Ủa thằng anh đã sọc đâu nè. Đây nè. Chỗ anh hả? Ừ. Đây có hàng cái này anh nhầm. Hàng cái ở đây nè, hàng ngách nó thục mà. Cũng kỳ vậy. Hàng ngách nó thục đấy hả? Ừ. Ủa vậy hàng cái này, không lẽ ấy sao trời. Hàng cái này còn vô sâu quá nè. Sâu gì? Hàng cái này vô sâu sâu quá nè. Thấy hàng mấy thục không? Ừ, hàng mấy thục nè. Chết rồi đó. Đâu xuống đâu. Hả? Không có xuống. Không có đường xuống. Mà sao nghe khác đấy đâu nè. Có xa dữ vậy. Đâu xa vậy đó. Không ở dưới mà thọt xuống rồi nó ăn ra không à. Cái không ăn vô. Tôi dưới dãi góc vườn không có. Hả? Đi ra đâu
chúng nè. Tại ôm gốc dừa đó. Đúng không? Ôm gốc dừa đúng không? À. Bây giờ mò hoài không đụng. Chùm lại hai hàng cái cũ hồi nãy mình thọc lên ha. Nè cái đây cái hàng cũ nè. Ờ, cái hàng cũ nè. Thì cái hàng mới thuộc cũng có nè. Không có. Hàng cái hàng ngách đây nè. Hàng cũ xình không à. Hàng cũ gì? Được chưa? Hả? Ôi trời. Mệt cái này nha. Mệt thiệt chứ. Hai ngách hàng cái. Không biết thục nãy giờ dưới đó nó có động không, nhưng mà mình hy vọng là nó vẫn còn trong hang. Giờ chùm lại thục hên xui đó nha, kiểu hên xui hên thì mình bỏ chuồng nữa. Từ từ thôi. Em nói lại gì đó. Còn xui thì bé nó đã về với thiên nhiên rồi. Xa dữ ta. Xa. Đâu hé hé cái ngáp đó nhé. Còn phải nó ăn xéo lên đây không? Để chùm lộn hang. Cái ác này chưa? Có dốc dốc rồi. Gì là nó này. Thôi, bóp 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 bóp. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, sao cái hang này đi gì kỳ vậy? Thanh xui nha, nãy thục, hồi nãy sót ngách đó, thục nãy giờ rồi. Nó cái ăn xà quá ăn khó ăn. Thục ra giùm con nha. Thục không biết cũng đủ hơi không. Thôi lên đó bạn. Dễ nước ngược dễ lên. Thục này nhé. Không có hơi. Ăn con. Sao vậy? Gì? Ăn con. Thiệt chơi vậy? Hả? Hai cái. Ký không? Chìm chìm ký. Cái có chày á. Có chày hả? Ừ. Đây. Không biết như bây giờ mình không có xác định được là cái đực nó còn hay là nó còn hay là không. Ai nhé? Ai nhí cuộc? Giống. Sơn gỡ hả? Nó ai khục á. Lòn lòn lên thứ hai. Sao nó không buộc vậy nhỉ? Yeah. Có chày mà nãy tại sót. Tại vì mình nghĩ ăn cá nó không xa tới vậy.
Con đợi con. Con đợi con. Kia vượt dưới vượt trên đi. Hai con hả? Đó, có cái nãy mà. Ừ. Kia trên hay dưới? Dưới. Ủa nãy cái vật nhí thăm có gác không ta? Không. Vật nhí không có gác. Có sình không mà không có gác. Kia vượt dưới. Có cái vợt của anh nó mới có gác. Ờ gạt anh thì lên mà nó nặng thùng vịt luôn mà. Vậy vài cái này nó lên nãy sóc gắt đấy là thục vài cái nó đi lên vợt nãy sóc gắt mà công nhận cái hang gì đâu mà nó ăn trời trời nó xa mình không nghĩ là nó xa tới vậy. Hàng chi nãy cái hang này mà cá nó không bực bự. Ừ, hàng chi cái hang này hồi nãy á mình cứ mò ra đây để kiếm ăn cái mà nó không gặp. Nằm xuống cái cho nó chạy lên luôn. Ừ. Ui. Chơi gì đá cái vỏ tùm lum với chơi vậy. Sình chắc lên không nổi. Xa quá. Xa quá. Cái hai nó ngược nữa. Vẫn là con. Thôi dở đi đi. Thôi dở mình đi vô nhí ơi. Chạy đi. Lên dở về trên lên. Nãy sốt hết. Chạy đi số bắt được con dựng con đi. Chứ sao giờ cá chày nó phải cặp á. Ừ. Cá đực cũng cỡ phía ngoài á cái này. Cá đực phía ngoài. Phía ngoài 1 ký. Cá đực thường thường trong hang nó bự hơn cá cái cả nhà. Hang cũng bự quá mà cá không bự nha. Ừ. Trời ơi. Hai con Hugo nó vươn gai kìa. Vươn kìa. Đó, anh em tuyệt đối đừng bao giờ giỡn với cái loài cá này nha. Gai nó độc lắm. Vườn gai rồi hai cá nó vườn gai rồi thế. Chùi quá. Trời ơi. Còn một cái hang cũ nữa. Hàng thứ mấy rồi anh Tài? Hàng thứ 9. 9 hả? 9. Mà nãy giờ bắt hang mới được có hai hang mới à. Bắt nó một hang một cặp với hang con Hugo đó. Hugo. Hết hồn. Có chỗ hang mỏi không? Coi nó có chỗ hang không? Dạ. Thôi, thở ra. Thở cầm vật. Sáng chóng gặp cái gì vậy ta? Rồi, giờ. Tốt. Bác này cầm vật đã rồi. Thở đâu? Thở đâu? Có gì vậy? Xuống gần mà không có gì chứ nghe. Tình nghe chưa? Chưa. Trừng sót hang đã như vậy. Rồi. Rồi. Ê, à. Hồi nãy hàng trên nó chơi mà nó sốt thiệt. Nhớ không? Rồi vừa thôi anh nè.
Trời sao thấy nín thinh vậy? Có lấy, có lấy. Quá à, dạ. Nhon nhon nữa không? Nhon nhon nhon. Cái này thọt cái giò vô cái. Nhí đang chùm hang qua đây. Cái bự nha. Hang này mới tinh nè, cái ăn span luôn. Đụng nhí rồi đó, nó đó sao dám xuống. Trên sình không, trên xe đấu sình này nè, cái sình nào đấy phải không, sình cầm lúng chân vậy, có này sình với này này nghe dọn hang đây có hang nó vô khúc rồi nè, đây này có sình dọn. Bọng dưới là bọng. Ở dưới ấm hỉnh nè. Ăn cơm thêm cái nữa. Bọng nhét thêm cái được không? Nhét ở ngoài nè. Nhét cái này nè. Thì ở ngoài có sình nè. Ở ngoài có hay ở ngoài nó thấy không? Thọt xuống đụng vô cái ăn cái co vô đó. À. Chưa đụng ngoài. Rồi coi đừng mà thấy chụp hai cái luôn à. Không ấy chụp cái đó đi. Hang thứ 11. Nhưng mà hang này hang mới nha cô chú anh chị. Hang nó không có phải là mình chùm hang cũ đâu. Hang này là hang mới đó. Hang này chùm hai vật luôn á. Hai vật luôn, cái trên cái dưới á. Ủa, là chùm thêm hai cái vật nữa hả? Ừ. Là ba cái vật á hả? Ừ. Thánh thần cái này nè, không mấy là móc. Móc cái này. Tại vì nó ăn vô cái trên nó chọc xuống vậy nè. Ừ. Móc bứt cái bực, phải không, móc bứt cái bực. Nó nhận cái vật này xuống. Ấm hỉnh nè. Ấm hỉnh không? Chứ hàng cá chỗ không ấm. Nhận vô luôn. Sao không? Sao? Đấy. Đấy. Ủa sao vậy? Lại lấy cây đi mà cây quá mau mà. Sâu dữ lắm. Lại đi quay cái ủi hàng này mới. Phao cả nhà. Ủa, cái này dữ lắm. Xuống đây mình quay cái này. Giật cắm 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 chui chui xuống tả lắm. Chúng mày dâm. Sao em nghe vậy? Học rồi đó, đi ra nè. Út. Nhí nó giật nghe cả nhà. Hang mới mà. Thank you.
cá phải không? Chưa. Cái gì vậy? Dòng xịn đấy. Trời ơi trời. Dữ lắm xịn rồi đó. Xịn là được. Cái này dễ dòng xịn nè. Nó giật cái em giật lại lên nó có cá rồi nha. Con cọc tham giật nè. Chưa cái mới xịn đó hả? Chưa. Có sót hang nào nhé? Sót là cưng vô lây à. Sót hang là cá chày tùm lum. Thôi vừa vừa thôi. Vừa vừa đó. Lắm bóng mới trời. Không có lý do gì á. Cứ sao gì mà trình ra tới. Dở thọt tay vô thử em. Chứ cái hang này nó không có là không tin. Không tin thiệt luôn á. Hàng quá mới. Xình ra cái nhắc thằng trên đây. Thằng trên chưa? Chưa. Trời ơi. Rất tiếc khi mà mấy hàng cuối cùng mình bắt không có này cả nhà. Ê, ấy nó là một mình con trời. Ừ. Rồi. Khủng long. Khủng long. Khủng long em. Khủng long anh nè. Khủng long anh nè. Rồi. Con đầu tiên nè. Con đầu tiên nè. Dài chưa bẻ con nào hết trơn nghe anh em. Dữ quá nè, nguyên sừng cái gai lên thấy ghê không? Khủng long cổ chế hồi cá nó chạy dữ rồi ta. Cái bắt con cặp á nè. Ừ, bắt cá bự đốm nè. Cho cái gạo lên đây. Mấy cái nhỏ cũng bị nguy hiểm quá vậy. Nhỏ không dữ. Trời em, thùng cá kìa. Em út. Rồi đó lên nè, đây. Giác lên luôn à. Giác lên. Bắt cá nó giác lên luôn. Rồi. Tới công chuyện luôn rồi. Nghĩ nó giác lên luôn. Đành cân thành quả. Cho cả nhà mình xem. Vốn nổi đâu. Như thế sao nè. Ừ. Rồi 30 kg. Cân anh nè. Nè, cân anh hả? Nhá thử rồi. Cân 5 lạng. Còn nhiều ký đây. 14 ký. Rồi chưa? Giờ dưới đây. 16 ký. Buông cái tay ra. 13 ký mấy? Là 13 ký rưỡi. 7,5 11 kg 12 kg. Rồi đổ ra đi anh chập. Chập tấm hình này. Rồi đang mình trừ bì luôn. Cái thao này 1 kg dữ lắm rồi. 13,5 kg hả? 13,5 kg. Rồi bỏ thao đi. Bỏ thao anh đi. Lấy cái tay ra coi. Khỉa hoài vậy. Kí đúng. Kỹ đúng 12 kg rưỡi. 12 kg rưỡi. Wow. Quá dữ. Đây, gai á, bỏ vô nhiều quá.
ơi, con này cả nhà ơi. Con cá ngát nha, con này. Hết hồn, con cá này một thước khẽ. Thước chứ nữa. Một. Nó sẽ đâu, không lấy xẻ lại. Con cá này một thước. Rất là một mét đó cả nhà. Ở dưới quê ta hay kêu một thước. Thiệt. Nha. Con này nó ở trong hang con mình đó. Mặt quá, quá đã à. Mặt như nào mình lấy từ gói ha. Gói. Để trúng thì mấy hàng nữa là còn dữ đó. Ừ, mấy hàng hàng cuối á. Cuối á. Ừ. Trúng cái là còn cá còn nhiều nữa. Thì, số cá này anh em mình bán nha cả nhà. Để lấy tiền làm chi phí cho những chuyến sinh tồn thử thách tiếp theo nha. Thì không có món ăn mong cả nhà thông cảm cho anh em nha. Cô Lê Dung Vlog xin dừng video tại đây. Chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Bye bye.